Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo người. Có một người phong cùi đến lạy người mà thưa rằng: Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: Ta muốn, anh hãy lành bệnh. Tức thì anh ta liền khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng lễ vật theo luật Môi-se để chứng minh cho họ biết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có một việc làm rất quen thuộc và dường như không thể nào thiếu được trong đời sống tâm linh của con người. Đó chính là cầu nguyện. Cầu nguyện gắn liền với niềm tin tôn giáo trong một mức độ mà người ta nói rằng nếu bạn chưa bao giờ cầu nguyện, nếu bạn không hề biết cầu nguyện, thì cũng có nghĩa là niềm tin tôn giáo cũng chưa bao giờ có trong đời sống của bạn. Ở trong phúc âm rất nhiều lần chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện. Và một lần thật là cụ thể, thật là rõ ràng, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình cầu nguyện. Với chúng ta ngày hôm nay, trong đời sống đạo, trong đời sống đức tin hằng ngày của mình, con tin rằng chúng ta đã cầu nguyện, chúng ta đã từng cầu nguyện và đã từng cầu nguyện rất nhiều lần. Chúng ta đã cầu nguyện với Chúa điều gì? Thưa, mỗi người trong hoàn cảnh riêng của mình, mỗi người với cuộc sống riêng của mình, chúng ta đã cầu nguyện cho những nhu cầu mà cuộc sống chúng ta ước mong, cuộc sống chúng ta hy vọng. Chính vì thế mà nội dung của lời cầu nguyện nó cũng sẽ là rất phong phú. Sẽ không có một cái quy chuẩn nào cho nội dung của một lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa cả. Hôm nay, qua một phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện nơi phúc âm Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta vừa nghe, để chữa lành cho một người bị bệnh phong cùi. Qua phép lạ này, qua câu chuyện thật ngắn này, ta nhận thấy ẩn chứa trong đó một điều mà con cho rằng rất là quan trọng, một điều cần phải có trong bất kỳ một lời cầu nguyện của Kitô hữu như lòng Chúa mong ước. Đó chính là hướng về ý muốn của Chúa. Chúng ta thử nhớ lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của mình mà chúng ta vẫn quen gọi là Kinh Lạy Cha. Chắc chắn rằng trong lời cầu nguyện này sẽ có nhiều ý nguyện, nhưng có một ý nguyện không thể thiếu được. Đó chính là hướng về thánh ý của Chúa. Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hay là trong lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu ở vườn Gethsemane trước khi bước vào cuộc khổ nạn, trong đêm tối của cô đơn sợ hãi, trong đêm tối của lo sợ buồn sầu, Chúa Giêsu vẫn đặt ý muốn của Chúa Cha lên trên hết. Xin đừng theo ý con,
mà hãy theo ý của Cha. Và trong bài phúc âm mà chúng ta nghe hôm nay cũng tương tự như thế. Biết rằng để trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác sẽ luôn mãi mãi là một điều xa vời với bất kỳ một ai đã bị bệnh phong cùi. Nhưng mà giờ đây, một cơ hội thật quý giá dành cho anh này. Đứng trước một bậc thầy lừng danh như Chúa Giê-xu, đứng trước một bậc thầy quyền năng như Chúa Giê-xu, thì có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, không cần phải suy đoán gì nhiều nữa. Chúng ta cũng biết được rằng điều mà anh ta sẽ thưa lên với Chúa. Nhưng rồi, lạ lùng, điều mà anh ta kêu lên với Chúa lúc bấy giờ, cá nhân con cho rằng quá cao thượng. Nó thể hiện một sự khiêm nhường và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và sự quan phòng của Chúa. Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài hãy chữa cho tôi được sạch. Thưa anh chị em, được chữa lành khỏi bệnh phong cùi, chắc chắn rồi, phải là một ước mơ lớn nhất cho bất kỳ một ai đang phải đối diện với căn bệnh đầy đau đớn này. Nhưng có lẽ niềm tin sẵn có của anh, cộng với những trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của anh, đã cho anh biết rằng nếu mình được chữa lành mà cuộc sống của mình thêm tệ bạc hơn, nếu mình được chữa lành mà cuộc sống của mình thêm lo lắng, thêm bất an hơn, thì thà là tiếp tục sống trong tình trạng phong cùi, đau đớn, đầy khổ nhọc mà mình còn tin tưởng vào Chúa, mình còn bám víu vào Chúa, mình còn được sống tốt hơn. Cho nên anh ta thưa với Chúa Giê-xu rằng: nếu Thầy muốn. Lời đề nghị ấy cho thấy rằng anh hoàn toàn tin rằng điều Chúa muốn sẽ là luôn luôn là một điều tốt đẹp cho anh, kể cả trong hoàn cảnh mà ước mong của anh và ý muốn của Chúa không trùng khớp với nhau. Và trong tình huống ấy, anh ta xin cho mình được sống theo ý muốn của Chúa. Chúng ta dành thêm một chút thời gian nữa thôi để nhìn lại câu chuyện ở bài đọc thứ nhất. Một trích đoạn ngắn trong câu chuyện khá dài về tổ phụ vĩ đại Abraham. Trong hoàn cảnh quá đặc biệt của mình, con tin chắc rằng Abraham đã thương mến Isaac hết mực, hết lòng. Một đứa con duy nhất được sinh ra bởi Sarah là người vợ đầy thương mến của ông. Tuy nhiên, với người con Ismael, Abraham cũng luôn luôn là một người cha dạt dào tình mến. Sở dĩ con nói như thế là bởi vì những gì Isaac đã có và những gì mà Chúa sẽ hứa ban cho Isaac sau này nữa, Abraham cũng tha thiết khẩn cầu xin Chúa thương ban cho Ismael giống như thế. Cho nên quyết định để cho Ismael rời khỏi gia đình của ông, như là trong cái phân đoạn ngắn của bài đọc thứ nhất hôm nay, phải là và chắc chắn là một quyết định đau xót, một quyết định đầy khổ nhọc của Abraham. Thế nhưng mà lòng tin của Abraham, và một lần nữa trong quyết định này cho mọi người thấy rằng Abraham luôn luôn là đặt ý muốn của Chúa lên trên hết, ngay cả trong những hoàn cảnh đau buồn và khó khăn nhất của ông đây. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, với chúng ta, cầu nguyện
đã là một việc làm thường xuyên. Nó không phát xuất từ một cái thói quen, nó cũng chẳng phải bị chi phối bởi sự ràng buộc của một luật lệ nào đó. Nhưng con cho rằng cầu nguyện là một biểu lộ cao nhất của mối liên hệ bằng niềm tin giữa chúng ta đối với Chúa. Cầu nguyện cũng nói lên sự tùy thuộc rất lớn của chúng ta đối với Chúa. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã viết rằng: anh chị em đã không có bởi vì anh chị em đã không cầu xin với Chúa. Anh chị em đã cầu xin với Chúa hoài mà anh chị em vẫn không được là bởi vì lời cầu xin của anh chị em không đúng với thánh ý đầy tốt lành của Chúa. Con tin chắc rằng Chúa luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng lắng nghe hết tất cả những lời cầu xin của chúng ta. Hãy bắt chước tinh thần của người phông cùi trong bài phúc âm sáng hôm nay trong mọi lời cầu xin của mình. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin hãy nhậm lời của chúng con.